Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ hôm nay 11 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 370 ca. Đây là trường hợp nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9 tháng 7 và ngay lập tức được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Ngãi. Trong 370 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 350 ca, số ca còn đang điều trị là 20 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 9.988 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 66 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 9.509 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 413 người.